Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách trồng chuối nha mấy bạn. Đây là kinh nghiệm trồng chuối của cha mình nè. Đây là cây chuối con ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bứng nó nha. Mấy bạn bứng còn cục đất nha mấy bạn. Rồi, cha mình sẽ bứng cho mấy bạn coi nha. Vậy nó đứt ghế không cha? Mấy bạn dùng cái giá mấy bạn bứng ha. Có cần ngâm nước gì không cha? Ngâm. Rồi, sau khi mà bứng cây chuối này xong rồi á thì mình tề cái lá nó nha mấy bạn. Đâu tề sao cha, tề đi. Đó. Mấy bạn tề. Mục đích là để cho nó đừng có bị gió hả cha? Gió nó lật hả? Lật cây chuối. Mấy bạn tề vậy ha. Tề đó, đây là cây chuối con mà mình chuẩn bị trồng nha mấy bạn. Cái củ. Đó, mấy bạn chặt cái củ già đi ha. Rồi. Và mình sẽ bắt đầu mình trồng nha. Mình đi kiếm chỗ mình trồng ha. Rồi, cha mình đã chọn được một cái chỗ đất trống rồi ha mấy bạn. Thì trồng chuối này cách khoảng bao nhiêu cha? Bao nhiêu cây một, bao nhiêu hước một cây? 2 mét một cây. Kinh nghiệm của cha mình là trồng 2 mét một cây nha mấy bạn. Cha mình trồng sen canh trong cái vườn dừa. Giờ sẽ đào cái lỗ ha. Đào cái lỗ chứ không phải đắp mô ha cha. Đào lỗ nha. Các bạn đào những cái lỗ rộng xíu nha mấy bạn. Những cái cây lâu năm này thì mình sẽ nhờ cha mình hướng dẫn, cha mình sẽ có kinh nghiệm hơn ha. Còn mình thì chỉ trồng những cái loại rau ăn lá hoặc là hoa màu thôi, chứ những cây lâu năm như chuối hay mãng cầu gì là mình không chưa biết cách trồng nha. Mình do là kênh của mình chia sẻ về trồng cây á, nên là sẵn á, mình nhờ cha mình trồng và hướng dẫn cho mấy bạn luôn. Thường á thì trồng giờ tháng mấy cha? Cuối tháng nào trồng cũng được. Nhưng mà chủ yếu là khoảng tháng 3. Tháng 3 mình trồng, mình tưới nó lén cây chuối rồi mưa xuống. Cây chuối trồng bao nhiêu lâu thu hoạch ta? Một năm. Năm nó mới thu hoạch. Rồi, mấy bạn đào một cái lỗ vậy ha. Đó. Đất ở đây nhìn thấy tốt quá ha cha. Rồi nha. Rồi như vậy. Rồi. Nhìn cha mình sẽ đặt cây chuối vô nha. Rồi lắp đất lại ha cha. Nhìn cũng đơn giản quá ha. Mấy bạn đặt nó xuống, đào cái lỗ xong mấy bạn đặt nó xuống, xong mấy bạn lắp đất lại ha. Và một năm mình sẽ có những cái buồng chuối ha. Cha mình trồng chuối cung cấp cho cả xóm này luôn. Ai cũng dặn mà riết không đủ luôn á mấy bạn. Cha mình người ta đặt á, giờ có đang mấy chỗ đặt chuối già luôn hả cha? Người ta phái ăn chuối già nấu. Đó. Thì đây là cái cây chuối cha mình đã trồng sắp xong rồi. Sau khi trồng xong rồi mình đạp cơ để cho gió nó lắc nhả. Đạp xuống hả? Đạp xuống. Tưới. Sau khi trồng xong rồi giờ mình đạp cái gốc nó cho nó chắc rồi ha mấy bạn. Rồi giờ mình tưới nó nha. Đó. Dạ, mình sẽ dùng cái gào để tưới ha.
Rồi, mình đã chia sẻ xong các bạn cái cách trồng chuối rồi. Để mình quay cho mấy bạn coi những cái buồng chuối mà cha mình đã trồng trước đó ha. Đây là cây chuối của cha mình nè mấy bạn. Nó đã ra hoài rồi nè. Đó, rất là sai ha. Cách trồng của cha mình á là chuối có khi bán một lần là đẩy xe đi á mấy bạn. Đẩy xe một xe vậy đi bán ha. Đó, nhà mình trồng rất là nhiều chuối. Chuối này ở quê mình gọi là chuối già nha. Và có một loại chuối sim nữa. Đây mình sẽ quay hết cho mấy bạn coi nè. Đó. Thấy mấy bạn thấy nó sai không? Rất là sai luôn ha. Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Mình đã hướng dẫn xong các bạn cách trồng chuối ha. Thì cái này là cho năng suất rất là cao đó mấy bạn. Cái hoài nè, mấy cái hoài này rất là nhiều ký, nó nặng ký lắm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và nếu các bạn có thực hiện trồng thì chúc các bạn trồng thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.